Khai Bùi xin chào cả nhà. Hôm nay Khai Bùi mời cả nhà hãy cùng với Khai Bùi khám phá một cái hang động còn rất là hoang sơ. Hang động có chiều dài 2.761 mét. Dưới hang động có rất là nhiều điều mà Khai Bùi muốn gửi đến mọi người. Cả nhà ơi, bây giờ Khai Bùi sẽ khám phá động Ngùm Ngao. Vô cái hang động này thì vô đây thì mình phải mua vé ở đây. Và cái giá vé là Khai Bùi mua cái giá vé trải nghiệm 150.000 cộng với là cái giá vé vào 45.000 nữa. Trên tổng cái số tiền sẽ là 195.000 nha. Cái giá vé trải nghiệm này sẽ có hướng dẫn viên dắt Khai Bùi đi. Là cái lối vào động nè. Ở xung quanh đây là nhà dân người ta sống nè. Đó. Bây giờ mình quẹo qua đây để vào động. Động Ngùm Ngao. Rồi. Khai Bùi vừa mới qua vé cổng. Vé trải nghiệm này có khai. Vô đây thì Khai Bùi sẽ thay đôi dép. Tại vì đi ở dưới suối á. Rồi. Khai Bùi có đôi dép rồi nè. Bắt áo vào. Chỉ là em chuẩn bị dẫn từ chị đi. À, có người khác. Cái này là đèn. Đèn. Cái nút này, cái đèn này để lát nó đi vào những cái nơi tối á, mình có thể bật lên để thấy đường nha. Đây là nút bật. Nút tắt luôn. Đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ qua đây thì sẽ có người khác dẫn Bùi đi nè. Bắt đầu cuộc hành trình nha. Chị tên gì vậy? Nguyệt ạ. Nguyệt. Là miệng hang rồi đây. Đây, động Ngùm Ngao. Ngùm Ngao. Dắt cái Bùi vào hang động nè. Trong động có ba cánh cửa. Wow. Mát quá. Thì được khai thác lâu chưa hả chị Nguyệt? Đây thì là người phát hiện ra đầu tiên là người Pháp vào năm 1921. Cho tới năm 1994 thì người dân địa phương ở xung quanh đây mới tự do dẫn du khách vào động. Và năm 1996 thì Liên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cao Bằng bắt đầu quản lý khai thác hang động này. Năm 1998 thì được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận đây là danh thắng quốc gia Động Ngao. Năm 2003 thì giao cho bên công ty cổ phần du lịch Cao Bằng. Từ đó thì công ty đã đầu tư con đường cùng với ánh sáng như thế này. Cho tới ngày 18 tháng 12 năm 2021, bên công ty có tổ chức sự kiện là tròn đúng 100 năm ngày phát hiện ra động và cũng là ngày khai trương tuyến trải nghiệm mới mà chút nữa chúng ta sẽ được tham quan ở phía bên trong. Hang động này thì cách trung tâm thành phố Cao Bằng 86 km và cách danh lam thắng cảnh thác Bản Dốc 5 km, nằm trên địa phận xóm Khuổi Ki, xã Đàm Quỳ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài của động là hơn 2 km, nhưng thời gian đi của chúng ta sẽ là hơn 1 tiếng đồng hồ. Chuyển thêm một chút nữa thì mình sẽ nghe thấy dòng suối nhé. Trong đây có một dòng suối ngầm đi qua. Và trước khi bên du lịch Cao Bằng mở con đường như thế này, người dân mà tự do đưa du khách vào hang động hoàn toàn là đưa du khách vào đường suối. Nhưng mà dòng suối này lại không đủ rộng để có thể đi thuyền mà chỉ đi lội thôi. Nơi nào sâu á, người dân đã bắc ngang thành cầu tre, cầu gỗ để du khách di chuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên là vào năm 2001 có một trận mưa thực sự rất là lớn và nước ở dòng suối đã dâng lên ngập gần như là toàn bộ hang động này. Vì vậy mà trên đường di chuyển mình nhìn thấy hai bên đường có đất nha. Đất này đã bao phủ và che lấp những cái màng đá đi. Có nghĩa là nước nó gặp vô trong tới trong đây luôn. Cái sàn đất này nó bao phủ và che lấp màng đá đi. Trong mấy cái thạch nhũ này nó tượng trưng, nó có ra được cái hình gì không chị? Có, với hình ảnh phía trước của chúng ta, cái giọt nước nhỏ giọt, những cái băng đá gặp nhau theo thời gian. Có những cái thạch nhũ này thì du lịch có gọi đó là cây cột chống sơn. Với khu đầu tiên thì có 4 cái cột đá, nó gọi là tứ trụ thiên đình. Đây là hình ảnh cây cột chống sơn. Cái ngày trước là người dân cứ đưa du khách ra đường suối này. Hôm có nghĩa là mình được đi xuống dưới tới đó. Ngày trước là mình đi thôi. Dạ. Giờ mình không có đi nữa mà xí nữa mình đi vào trải nghiệm sẽ được lội suối nhé. Dạo này là không mặn vào. Vào năm 2001 cái trận mưa lịch sử đó thì ngập toàn bộ hang động lên ở trên này. 2001 ngập lên tới trên này luôn. Đã thay đổi. Dạ, cho nên được gọi là trận mưa lịch sử luôn đó. Trong năm mới đặt lại một lần nhé, chứ không phải năm nào diễn ra đâu. Dạ dạ. Còn quay trở lại phía đằng sau của mình trên này. Dây sợi nước. Đúng rồi. Tơ đá hay là mạng nhện. Dạ. Mỗi người sẽ có một cách gọi khác nhau, nhưng mà do áp suất của nhiệt độ với cái hơi nước của dòng suối, bởi vậy mà có được cái sợi nước ở đây. Dạ. Rất nhiều hang động nhưng chúng ta sẽ không để ý thấy cái chi tiết nhỏ này, đúng không ạ? Dạ.
Nó rất là đẹp. Mình thấy những cái sợi sợi này là sợi nước đó nha. Nhưng mà tại sao nó lại ngưng lại, nó nằm ra, nó tạo ra được cái sợi nước này hay không? Áp suất của nhiệt độ. Dạ. Với lại hơi nước của dòng suối này. Nên là nó sẽ có được cái sợi nước ở đây. Wow. Mình đụng lên được không? Mình đụng lên nó tan không? Nó sẽ mất đi. Nó là cái thành phần đá vôi để mà kiến tạo được cái nhũ hay là măng đá thì nó rất là ít. Cho nên cái quá trình kiến tạo nó sẽ lâu hơn. Dạ. Như bạn biết là những cái giọt nước thì là 100 năm thường mới có thể kiến tạo từ 1 cho đến 2 cm đá vôi. Ừ. Tuổi của động thì cách ngày nay 400 triệu năm. Dạ. Một con số rất là lớn thì mới có những khối nhũ hay là măng đá mà chúng ta bắt gặp hiện nay. Wow, vì cái sợi nước này nó rất là ít rành phần đá vôi. Đúng rồi. Nên là kiến tạo nó sẽ rất lâu là đẹp luôn đó. Nó giống như mạng nhện đó. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình sờ tay mình đụng vào thì nó sẽ tan ra. Hôm sau nó lại có. Dạ, hôm sau thì nó lại có. Em có thể đụng ngay đây được không? Nó tan ra nè cái nha. Ồ. Dễ thương quá. Đó nó tụt tụt đi á. Nó ẩm ẩm ướt luôn. Những cây rêu, cây dương sĩ nè. Nhờ trong này nó có hơi nước nó trên những cái hàng sinh thực vật này nó có thể sống được nè. Đẹp quá. Trong đây thì nhiệt độ quanh năm chỉ từ 18 cho tới 25 độ nên sẽ là mát mùa hè và ở mát mùa đông. Ngày nào nhiệt độ trong động và bên ngoài bằng nhau thì sẽ cảm thấy hơi xe lạnh xuyên suốt từ cửa vào cho tới cửa ra luôn đó. Ừ. Có rất là nhiều lỗ gì trong đó, có dơi không? Con dơi có ở không? Dơi thì ở gần cánh cửa thứ hai nhé. Okay. Phía trong này nó sâu quá nên nó không ở, nó sẽ ở gần cánh cửa. Ở ngoài để vậy? Buổi tối nó sẽ ra ngoài rừng để kiếm thức ăn. Ừ. Là những cái giọt nước mà đặt ở trên trần động này, khi mà chúng ta có đèn pin nhé, mình tác động vào thế là nó phản chiếu cái đèn. Oh. Nó sẽ sáng như là kim cương, như đúng là vàng hay là bạc, thực tế thì đó là giọt nước thôi. Đây, cái giọt nước nó càng nhiều thì những cái sự lấp lánh nó cũng sẽ càng nhiều hơn. Đây, hang động này cũng nằm trong là vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO, khi mà Cao Bằng vinh dự đón nhận danh hiệu đó vào năm 2018. Sau cái thời điểm đó thì khai thác cái phần còn lại của động bên là du lịch và mong muốn là giữ nguyên cái hiện trạng đó, nên là đặt các tour trải nghiệm lớn mà chúng ta sẽ tham quan ở bên trong. Đường đi sẽ là gồ ghề hơn, trên đường mòn của đá có leo trèo, có độ suối ở bên trong. Và đoạn đường này thì trước đó gồ cho nên là nó có sẵn đường đi khá là đẹp. Đây là hình ảnh cây cột trụ trời nữa này, do những bộ măng đá tập nhau. Như bạn biết là những cái giọt nước nào mà càng nhẹ nhất nó lên lửng ở phần trên, khi mà nước bốc hơi thì nặng thì nó mang cái phần đá vôi nó nhiều, nó sẽ rơi xuống dưới. Sau đó kết tủa đập lại và cao dần lên, mình gọi là măng đá, chứ không phải nó đùn ở dưới lên đâu ạ. Bằng đều là cái giọt nước rơi xuống thôi. Khi chạm nhau những cái măng đá như thế này thì tượng trưng cho trời đất âm dương hòa hợp, nên còn đặt tên gọi là cây tình duyên. Cái tình duyên thì có nhiều ý nghĩa, mỗi người sẽ có một mong muốn khác nhau. Nếu như chúng ta đã có tình duyên rồi, mong rằng tình cảm đó gắn kết bền chặt hơn. Còn những ai chưa có thì lại mong muốn là tình duyên sớm đến ạ. Vậy cái bố có thể đặt sớm đến nha cả nhà. Chậm tay cái bố chậm ra đó. Khi bên ngoài mưa lớn á, đi ở trong rừng nhau, du khách sẽ bắt gặp nước ở những cây đá thế này, nó ngấm xuống nhé, có dòng chảy song song một con đường. Sau đó xuống đây và lại gặp dòng suối ngay phía trước. Ồ. Dòng suối này bắt nguồn từ lung lũng, chảy ngang trong động khoảng 3 km. Đi ra ngoài thì sẽ hòa mình với sông Quây Sơn. Vậy có nghĩa là cái hang động này của mình là dài khoảng 3 km? Vâng, nó tổng chiều dài của động là 2760 m ạ. Những cái nhũ hay là măng đá đều là con người chúng ta tưởng tượng thôi. Phía trước của đoàn mình thì bên du lịch có hình dung hình ảnh này, đồng hồ cát ạ, thắt eo giữa. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đồng hồ cát á, có hai cái đầu nó chụm nhau là ở giữa nè. Cái nhà mình cũng nghe là những cái tiếng nước chảy róc rách rồi đó, rất là lớn luôn. Tượng gác bếp người Tày. Người dân tộc Tày ở nhà sàn, họ để những cái nông sản ở treo bên trên. Dạ, giống như những cái trái ngô mà đúng họ rồi, gác bếp ngô, khoai, sắn, đúng rồi, những cái bó lúa nếp trải dài. Dạ. Hay là giống như thịt trâu gác bếp này đúng không ạ? Khi để cái gác khói bếp nó sẽ là hỗ trợ bảo quản những cái đó, cho nên là mình hay treo gác bếp ở dạ. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn ra giống một con cóc. Ngay đó luôn, cái đầu với lại cái hình thù nó y như con cóc mà đang ngồi luôn á. Wow. Với mong muốn là cầu cho mưa thuận gió hòa. Còn những cái giọt nước khi nó nhỏ vào xuống, cái măng đá đã xuất hiện. Phần lớn là hình ảnh tượng Phật, nên du lịch sẽ đặt tên gọi đó là tượng Phật ông. Tượng đây là bức tượng Phật bà Quan Âm. À, cái tượng Phật nhỏ này. Dạ. Dạ. Nguyên hình môn này. Cái đường bờ đây ạ, với tên gọi là tượng bậc thang. Ừ, ruộng bậc thang. Dạ. Cái này tượng trưng cho ruộng bậc thang. Tất cả đều là tự nhiên thiên nhiên hết nha, chứ không có bằng tay con người nhúng vào nha. Ngay đây nè cái nhà, nó sẽ chảy qua tới bên này luôn.
đây là nước suối là rất là trong luôn. Mưa lớn thì dòng chảy đi xuống càng mạnh, nó sẽ như thác nước, bởi vì nó chảy mạnh và trôi rửa những cái phần đất mà năm 2001 lắng đọng ở đây. Cho nên cái sàn đá này thì mình thấy là nó đẹp hơn, nó sáng hơn nhé. Nhìn như đất nó đá vôi hết luôn, nó là sạch luôn, tất cả đều là đá vôi. Ở trong này thì những người lớn tuổi nó đang có một sự kiện diễn ra, đó là vào năm 1979 khi mà chiến tranh biên giới xảy ra, thì người dân xã Đàm Thủy đã vào trong này là trú ẩn một thời gian, con số là khoảng 1.000 người gần một tháng ở đây. Wow. Tuy nhiên là hang động này không được phát hiện thì còn nguyên vẹn, vì trước đó thì rất nhiều những cây lớn và những cây dây leo ở phía bên ngoài che lấp cả động rồi. Về sau người dân ở đây khai thác thì chúng ta hiện tại mới nhìn thấy cái cửa rất là rõ nữa. Nên tới trên đây chúng ta chú ý góc trong cùng bên tay phải này, với hình tượng đây thì giống như là một cái cối đá. Cái cối của người dân tộc bên trên đây hay là một cái gùi mà các cô gái ở đây bên đường, một cái bình hoa, một cái bồn rửa tay, mỗi người sẽ có một cái tưởng tượng riêng. Tất cả là thiên nhiên, và cái phần này sẽ giống như là bức tường thành do quá trình nước chảy, đều là cái phần nước là nhẹ của đá vôi sẽ bị trôi đi, nhưng mà những cái phần nặng nó sẽ lắng và kết tủa, như là có những cái đường giống ruộng bậc thang mà hay giống mà đi phải cẩn thận nha. Cái đàn đá trước đó thì chưa có thể gõ, nhưng bây giờ là thấy là cái đàn nó gần như còn nguyên vẹn. Để giữ nó thì là hiện tại là không cho gõ cái đàn nữa, và cái đàn đá. Ồ, là ngày xưa mọi người có thể gõ vào, mọi người có thể gõ vào âm thanh đúng như tiếng đàn luôn. Ừ. Và trên đây, ánh sáng trên này nhé, đây ạ. Chúng ta thấy là cái phản chiếu của đèn rất đẹp. Dạ, với là những cái giọt nước nó còn quá trời. Và những cái sợi nước nha, đây. Sợi nước, dạ. Ánh sáng trắng nên là khó hình dung hơn. Khi chúng ta tác động thêm một chút đèn laser để nhìn thấy những cái sợi nước rất là nhiều. Đẹp quá. Đá đây. Cái này có hình dung ra giống như là một con voi ma mút ở đây. Con voi ma mút, dạ, đi xuống như đầu một con rồng, nên gọi tên đó là rồng sầu, voi phục là hang đá. Trên đây là cái hình thù giống như một con rồng, mắt dạ. Ngay cái mắt luôn đó kìa. Ở đây thì hơi có khúc cua chút xíu nhưng mà không thành vấn đề. Wow. Đó là trắng. Nó lại màu trắng khác với dạ, những cái màu khác. Lấp lánh ở đó là thạch anh. Thạch anh, dạ, nó là đá thạch anh. Tuy nhiên là cái lượng đá này rất là nhỏ, nó chỉ mang thì rất là trang trí thôi, không đủ giá trị khai thác về kinh tế. Và nhiều khi chúng ta nghĩ là màu trắng này là mới mọc, nhưng mà không phải. Cái quá trình kiến tạo là giống nhau, chỉ là trong đá vôi có kim loại gì thì cái màu đá sẽ được thể hiện lên. Chúng ta sẽ bắt gặp ở trong đây là với cái màu đen, màu tro, màu chì thế này. Thì kim loại trong đá vôi là quặng, là mangan. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp là đá màu đỏ, nâu đỏ, màu hồng hay là màu tím, bởi vì có kẽm. Và có cả màu xanh rêu, đúng không? Có đồng, kẽm, sắt. Những cái kim loại ít hay nhiều thì cái màu đá cũng sẽ đậm và nhạt khác nhau. Chỉ có đá vôi, những cái lấp lánh nó thạch anh nha. Và ngày trước thì khi mà du khách cố tình gõ thì một số thanh nhằn bị gãy và thấy bị gãy thành như đây. Xước, đúng không ạ? 100 năm mới dày và dài từ 1 cho tới 2cm đá vôi. Thì không biết bao giờ thì những cái vị trí là bị gãy hay bị xước thì mới có thể lấy lại được. Như thế là bây giờ là hoàn toàn là không cho gõ. Bên đây thì chúng ta nhìn thấy có nước ở chỗ này. Và dù ngoài trời có mưa lớn như thế nào thì mực nước cũng chỉ như thế này, không ngập quá con đường. Bên dưới thì có rất nhiều những hòn đá nổi hay là chìm khác nhau, tượng trưng cho là những hòn đảo kéo dài từ đây tới với khu trung tâm phía trước mà tên gọi là Vịnh Hạ Long. Tất nhiên đó chỉ là đá vôi, bạn có tên là tiền không? Đây cái phần chủ yếu là đá, không phải là ở đây được gọi là một cái Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Đó, chúng ta nhìn thấy nó giống như là những cái hòn đảo nhỏ vậy đó. Kéo dài từ trước nha, trên đầu của mình. Nó kéo dài từ ở đây lên phía trước luôn nha. Trên đầu ạ. Đầu nha, chúng ta sẽ vào với cánh cửa thứ hai để trải nghiệm. Nhưng mà cánh cửa đó lại về không về theo đường rừng được, phải đi qua là ba cái đèo với 5 km đường rừng, và chúng ta phải quay trở về đây, sau đó mới ra cánh cửa thứ ba ở phía trên này. Dạ. Đây được gọi là khu trung tâm, và từ đây trở vào với con đường trải nghiệm của mình thì đều có wifi nhé, đường ngang wifi. Cũng có đã thấy là cây đá nó rất đẹp này, san hô đá hay giống san như là cây xương rồng. Dạ. Đây chắc chắn là sàn đá là ruộng bậc thang rồi, một khu rất là lớn. Bên đây trái lên hình từ trên nhìn lại đó là một con thuyền, nên gọi đó là cây thuyền rồng. Nhá.
thành một cái bức sen, gọi là sen giá úc ngược ở thế này. Nhiều bạn thì nói vui là có thể là địa hình Cao Bằng ở trên nhìn ngược, nên là một số hình tượng trong hang là chúng ta nhìn ngược lại. Có hoa sen đá úc ngược này, mà trước nó ra cánh cửa thứ ba chúng ta nhìn là có bản đồ Việt Nam hay là có hình ảnh cụ rùa mà chúng ta cũng phải nhìn ngược lại. Cây đá này thì hình dạng giống như là cây cọ hay là cây tùng. Và đứng ở đây một mình cho nên là các bạn đặt tên gọi là cây cọ cô đơn. Cây cọ cô đơn vì đứng có một mình nè. Đây là có cây sen đá. Nhưng trước khi xuống đây thì mình nhìn ra trái này. Cái vị trí bằng phẳng ở đây là đó, mình sẽ không đẩy vào đá nhé. Dạ. Mà chúng ta chú ý cái bóng của mang đá này, cái bóng đen này. Đúng rồi. Đó, bằng phẳng như một cái bàn thờ. Ánh sáng chiếu lên từ hoa sen nên bóng hình đó cho rằng đó là hình bóng Bác Hồ nhé. Nhìn nghiêng ạ, bằng khuôn mặt của Bác Hồ. Giống như Bác Hồ đang nằm. Đang camera phải. Giống như những bức tượng mà chúng ta nhìn thấy và nhìn nghiêng phải khỏi ạ. Chính quá trình nước chảy hàng năm thế này mà có được cái khối đá rất đẹp này. Sen đá úp ngược. Sen đá úp ngược nha, nó nằm ngược lại. Các bạn còn bí như vậy ạ, hoa artiso này, quả bí này, củ tỏi này, nải chuối này, đúng không ạ? Mỗi người sẽ có một cái cách sử dụng riêng. Đây sẽ khó hơn một chút trên đường mòn của đá. Vui lòng đấy là không bám vào dây cảnh báo nhé, mà hỗ trợ vào đá ở bên đường thôi. Trên đây những cái sắc màu đá cực kỳ đẹp. Đây mình đang vượt đèn. Rồi những cái màu đá đỏ, nâu đỏ, màu hồng, màu tím ạ. Trên đây sẽ được thể hiện rõ hơn. Bởi vì có một chút là hỗ trợ. Wow, đường đi thì hơi khó một chút. Đây là cái tuyến đường người ta mới làm sau này để mình đi trải nghiệm thôi. Trước đây thì chỉ có phần ở dưới thôi. Trước đây thì hơi leo chút xíu nè. Đi đến khúc này thì Khê Bùi đã cần đến sự hỗ trợ của đèn rồi đó. Nên bật đèn lên cho nó sáng rồi cả nhà. Nhà đây xuống là cẩn thận cái đầu nè. Wow. Đang chưa hầm được nghiệp xuống rồi cả nhà. Đây là ngày xưa có từng đã có những người đánh vô đây để mà trú ẩn cho nên sau này người ta mới xuất hiện ra. Khi mà lên tới đây thì cái bồi nhìn thấy những màu sắc nè. Wow. Đẹp lắm cả nhà. Thì ở đây chúng ta nhìn lên trên trần động rất nhiều những cái màu đá khác nhau. Ánh sáng bên dưới là hỗ trợ nhé, để cái màu đá được nổi bật hơn. Trên đó thì giống như bầu trời với đủ sắc màu của đá quý, cho nên gọi tên là khu chợ trời đá quý này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình tượng trên trần động là bầu trời thì sẽ là một con rồng đang cuộn mình ở trên đó luôn. Đây, nhìn con rồng. Còn nếu mưa to hơn nữa thì nước từ đây chảy xuống như thác nước nhưng không thể chảy mạnh giống thác Bản Dốc mà chỉ phủ đều phía bên ngoài thôi. Hình tượng thác nước này còn có cả hình ảnh thầy trò Đường Tăng. Mang đá mà tạo nên bức tượng thầy trò Đường Tăng là phía bên trên này. Đó. Dạ, bởi vì thiên nhiên nhất cho nên cái phần giống của nó chỉ là tương đối, đúng không ạ? Tương đối giống thôi. Bố thầy trò Đường Tăng. Thế sang đây thì cái màu nâu đỏ tạo thành như là cánh bướm này. Con bướm khổng lồ luôn ạ. Nhìn một con bướm khổng lồ. Còn bên trái của chúng ta nhìn xuống lại là một con sư tử này. Đấy ạ. Giống ạ, và tưởng tượng của chúng ta thôi. Giống con sư tử. Và trong đây thì có thể nhìn ra hình thù con gì không ạ? Cũng có rất nhiều cái tên gọi, có thể nhìn ra là một con cóc này, con chuột túi này, một con cừu này, hay là một con chim cánh cụt này. Và cái bóng của nó trên tường chắc chắn sẽ tưởng tượng ra ngay đó là một con chó, đúng không ạ? Đây cái bóng màu đen nó được hay cái là có cái bóng ngay đó luôn nha. Ngay đây nè, theo cái thời gian thì nó tạo ra những cái này nè. Nếu mà ở trên cái nước mà chảy xuống những cái lúc mà nước lớn đó thì nó chảy xuống, nó giống như một con suối chảy xuống nhưng mà nó không có giống như thác Bản Dốc, nó chỉ vừa đủ để nước xuống đây thôi. Trên đây nó tạo ra rất là nhiều cái hình thù giống như là con rồng rồi này nọ, rất là đẹp luôn. Đây là giống như con sư tử mà nó nằm, những cái lông nó phủ xuống, còn ngoài kia thì giống như một cái con chuột túi hay là con cóc, thì tùy theo mỗi người cảm nhận và suy nghĩ thôi. Nếu mà khó đi thì mình cũng có thể đi ngang. Đây là cái trống nè. À, bởi vì thanh này rỗng nên là khi mà chúng ta tác động vào thì âm thanh sẽ vọng vào tiếng đàn hoặc tiếng trống. Cái thanh này rất là dày nên là vỗ vào thì nó sẽ là phát ra tiếng trống hơn luôn. Này, tới khi bồi gõ nha. Đó. Hay quá. Cái này cũng giống như con mai rùa nè. Cái bồ vừa bước lên cái bồ thấy là cái đầu này, cái mai này nha. Hai bên giống như cái chân vậy đó cả nhà. Đây nè. Đó.
Còn cái này giống cái gì ha chị ha? À, giống như đây thường như là giống như ngọn núi thôi. À, giống như ngọn núi thôi. Đây là giống như quả chuông. Cái chuông, giống như cái chuông. Và trên đây là cái đá nhỏ biểu tượng như là hai ngón tay. À, hai ngón tay đưa lên á, dài dài. Giống như nó là có bọc rồi nhưng mà cần với cái đá dài. Dạ. Đang nhìn thấy là đang đi xuống nè, một con đường cũng ok lắm, không có phải quá khó khăn. Đi ngang ngang nó không có khó lắm. Mọi người nếu mà ai có đến đây nhớ đi du lịch trải nghiệm. Nếu không mình mua vé chỉ đi được có vòng vòng ở trên thôi. Mình đi như thế này thì mình biết sẽ biết rất là nhiều trong cái hang này, khám phá được rất là nhiều trong cái hang này. Wow, đây thì xuống tới một cái suối nữa nè. Giờ đoàn cái bồ chuẩn bị qua cái cầu này. Ba màu, sắc vàng và sắc rồng. Mang may mắn về tài lộc, cho nên xin vía thì đi qua du khách có thể đến giọt nước này. Dạ. Rửa mặt rửa tay đây hay là chụp ảnh cũng là cách có được nhiều may mắn về tài lộc. Tháp Ba Màu, nước đi quá trong. Ở đây cả nhà mình nhìn thấy không? Đây người ta gọi là tháp ba màu nè, vàng, bạc, đồng nè. Thì những cái nguồn nước này nó chảy xuống đây nè, rất là trong xanh luôn. Thì ba cái này, ở chỗ này á, người ta nói là mình có thể xin tài lộc, lấy vía nha. Trúc ơi, con muốn lấy vía gì? Lấy vía gì nè? Vàng ha? Vàng đi. Em quê mình cũng đã xin rồi đúng không? Giờ là mình chuẩn bị qua cầu nè. Bắt đầu đi đi lội núi nữa là cái nước mát chưa nhỉ? Mát quá trời mát mà nó trong vắt luôn. Cái nước đó uống được không Nguyệt? À, được à. Nước đó uống được. Ờ. Dạ, nước rất là sạch và uống được. À, tại vì cái này là mùa mưa cho nên cái này nó ướt hay là quanh năm suốt tháng mà? Quanh năm là ướt ạ. Ờ, quanh năm ướt chỉ có dòng suối là nó có thể là lên cao một xíu hay là đi xuống. Xuống một xíu thôi. Ờ, những cái đường đi này là quanh năm suốt tháng nó đều ẩm ướt. Lại đây thì có chút xíu bùn nha. Đây. Bùn. Bùn dưới chân mình. Đó. Chuẩn bị qua, tiếp tục qua một cái cầu nữa nha. Qua wow. Nhìn lên sẽ xuất hiện là nhiều bức tượng Phật và ngôi chùa. Chúng ta nhìn ra bức tượng Phật thì sẽ là đây, có bức tượng dừa này. Đây là bức tượng nhỏ, và đây sẽ là bức tượng lớn này đây. Yeah. Và cái cây đá xung quanh cho rằng đó là cây tài lộc ạ, cho vì mình nghĩ là cây kim tiền đó, xung quanh bức tượng Phật là may mắn về tài lộc. Cái này là hình ảnh hình dáng là ngôi chùa. Ngôi chùa. Suối là mình phải lội qua, quá trời mát luôn, qua. Wow. Trong đây có cá không Nguyệt? À, gần như không có. Ờ, trong đây không có cá nha. Không có mặt trời. À. Không rêu, là cá không được. Không sống được. Mà yeah. Sẽ đi qua vào những cái thời điểm mưa to. Từ ngoài nó vào theo nhưng lại chúng ta được chiều ra ngoài luôn. Dạ, yeah, chứ nó không có ở trong này không được. Dạ. Yeah. Qua chỉ có một khúc nhỏ như vậy thôi cho nên cũng không có sao mà rất là mát luôn. Dễ chịu lắm nha. Cái trận động là cao nhất. Từ trên đó mà xuống cái dòng suối là 61,2 trận động này. Và khối đá này càng vào mùa khô thì cái màu hồng của nó như màu cánh sen. Ừ. Như cánh sen du lịch có gọi đó là khối sen đá khổng lồ lớn nhất Việt Nam nằm trong thế giới hang động. Những cái phần nhỏ tức là cánh sen là 119 cánh, độ cao của nó là 12m và còn bán kính từ bên này sang phía bên kia là 50m luôn. Wow. Đi dọc qua bên cạnh nhá. Dạ. Bên dưới đây mình có thấy cái màu đen nó giống ông hổ không ạ?
đây 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 nè, rồi, giống ông hổ nè, hổ trời nè con, hổ trầu, hổ trầu, hổ trầu là tiền thừa nè, ốc tài lộc ra đây hả, ông cốc nè con, hồi cái mình hình thù cũng giống như ông cốc luôn nè, đang tượng là cụ rùa nè, à, cụ rùa đang nằm ngâm mình dưới nước, đúng rồi đây ạ, hiện tại vẫn nước vẫn đang chảy trên cái sàn đá này nhá. À. Nhưng vì nó không thể chảy mạnh giống thấp và dốc ạ, nó chỉ phủ đều bên ngoài như thế này thôi. Và tất cả những cái ô phủ trên này đều có nước hết luôn. Đây, tràn xuống này. Cánh sen này tất cả đều có nước nha. Đây, qua những cái đường như thế này. Phiêu lưu, rất là phiêu lưu luôn. Cái bồi chuẩn bị bước qua một cái con đường rất là nhỏ. Mình chỉ được đi nghiêng người thôi. Tại vì mình hơi ú á. Nếu mình đi thẳng thì bảo đảm là cái ba lô ngoài sau nó sẽ dính vào cái phím đá này. Vừa đủ một nửa người đi qua thôi. Bây giờ chuẩn bị bước vào những cái đường đá ngang 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 ngang. Mỗi con đường, mỗi khu vực đi khác nhau. Không có chỗ nào giống chỗ nào nha. Tới đây thì Khê Bùi phải nhờ có sự trợ giúp của hướng dẫn viên rọi đèn mới thấy đường để đi. Wow, lên trên này phải bước lên trên đây nha con. Hơi. Dạ, ở đây mình phải bám vào đá hơi gồ ghề nhưng mà không đến nỗi là quá khó đi. Ngay đây nếu mà mình nhìn xa mình sẽ nghĩ ngay đây là đường cùng. Nhưng mà tới nơi đây thì có bám vào đá thì có một cái lối để mình bước xuống nha. Bước lên đây được một cái bằng phẳng, giờ chúng ta nhìn thấy rõ nó giống như một cái đài sen. Cái chỗ này thì được đưa vào công nhận là một cái kỳ quan rất là đẹp của Đông Nam Á mình luôn. Bây giờ tiếp tục lội suối nữa. Wow, mát quá. Thật ra nước chảy rất là xiết chứ không phải không xiết, nhưng mà tại vì dòng suối này nó nhỏ thôi nên khi mà chạm chân xuống thì mình cũng phải chắc là mình bám được vào trong cái dòng nước này rồi mình hãy bước đi. Lại tiếp tục chuẩn bị bước lên những cái tảng núi đá. Tại vì mấy bữa nay mưa nên là cái thượng nguồn nó có nước hơi nhiều hơn. Và nước chảy từ ở ngoài vào thì nó hơi có bùn quá cho nên nó không có được trong lắm. Chứ thường ngày á là nó rất là trong luôn, mình có thể nhìn thấy những cái phím đá ở dưới luôn nha. À, bây giờ chuẩn bị lội qua bên này. Cái nước ở dưới nè. Đi theo đường thẳng. Nước nó sâu tới đây. Trời ơi, đã quá. Chuẩn bị cũng gần tới được bờ, thấy có những cái nước nó chảy xuống nè. Nó làm mình cũng ướt tay luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ bắt đầu leo tiếp nè. Dạ. Bây giờ cái bùi chuẩn bị đi qua cái này. Thì ngay đây nước từ trên nó nhiễu xuống hơi nhiều. Trên. Né nó chứ. Ồ, hên là đá nó không có trơn. Ngay đây là nước rất là sâu nha. Cho nên đi cẩn thận không có bước xuống chỗ này. Mình chỉ đi theo hướng dẫn viên dắt. Dạ. Dạ. Tại vì Năm phải đi theo. Đấy. Sâu quá sâu nha, cái bùi bị chợt á. Bước qua đây. Ồ. Cẩn thận nha con. Cái đèn này không cần giữ đâu mà cổ cái này. Wow. Coi cái dòng chảy này. Sâu quá nha. Trời ơi. Chảy. Wow, thật là thú vị. Đụng tay vào đây nè, nước nè, nó ướt nè. Mát lạnh cái tay luôn, nó khác với cái nước như này. Nước này nó lạnh hơn là cái nước mình đang ở dưới cái chân mình nha. Trong này mà mình bỏ bia mình uống là khỏi cần nước đá. Dạ. Cái này nó giống như cái bầu ngay đây vậy. Hai bên thẳng nha. Dạ. Hai bên sâu nha con. Dạ, đi đi, nắm tay, nắm tay. Nắm tay không con? Sâu ạ. Dạ. Đó.
nó có cái bao cát nha. Cái này mà cũng may có hai đứa nhỏ nó la ông sùng biết sao dắt nó ra. Dưới chân nè con, dưới chân nè, ba bàn chân luôn nè, ba bàn chân. Dạ. Nước nhiễu ngay đây nè. Dạ. Rồi qua bên đây mình bám vô trong này. Ngay đây cái đầu nè. Ở đây nước chảy hơi nhiều. Ta nha, để cây vùi xong cái quần lên, không là ướt quần. Ướt quần cây vùi nha. Dạ. Wow. Ra đây. Dạ. Dạ. Ngay đây được, ngay đây được. Rồi. Ngay đây em đi qua bên này được. Dạ. Được không con? Dạ. Lội đèo lội suối cái. Wow. Đây nhìn lại thì phía trên này có giống như con gà trống này. Yeah. Có mắt nó luôn nữa kìa cả nhà. Đó, con mắt ngay cái ánh sáng của cái bùi đó. Mắt của con gà, cái mỏ nữa nè. Tiếp tục lội suối nha. Ngay đây thì ok ha, không có giống cái chỗ nãy. Dạ, nha, mình cho biết nha. Dạ, ngay đây. Đi ngang nha con. Dạ. Ngay đây hơi mạnh nè. Phải nắm tay lại. Mạnh. Dạ. Cảm giác rất là mạnh luôn nha. Còn hơn là đi chiếc tàu lượn nữa đó. Tiêu luôn. Đây là cái nhà, cái đá này cao hơn 15 mét nè. Đây là cái đá cao nhất trong cái hang động này luôn. Cầu nhỏ ngay đây bước xuống nè. Cái bùn bước xuống. Đá nha. Phải nói rất rất là đẹp luôn. Cái đá này. Hấp dẫn cái vòng nước này. Dạ. Đang rơi xuống liên tục luôn ạ. Rơi xuống ngay cái đá đó luôn. Dạ. Và trong thời điểm 100 năm thì những nhà thì chắc chắn rằng nó có thể kiến tạo cao và dày từ 3 đến 4 cm đá vôi. Ồ. 100 năm mới tạo ra được như vậy, 3 đến 4 cm đá vôi. Thì cả nhà mình nghĩ đi, một cái cột đá này nó tạo dựng được bao nhiêu đây thì nó đã hình thành là đã bao nhiêu năm rồi. Tiếp tục. Đây, nhìn thẳng từ trước này. Sẽ giống như là một con cừu nha. Đấy. Giống con cừu mà cái lông nó đang rủ xuống. Nhưng mà đến gần thì nó lại giống như là khúc gỗ. Thì giống như một cái khúc gỗ. Nè cái hình này. Đó. Cái này hơi sâu nhưng nó lại không chảy mạnh lắm. Đúng rồi. Cái này nó không có chảy mạnh giống cái đằng kia. Đi được. À. Nước này là mình ăn uống đều được hết đúng không? À, nước này thì gần như là bây giờ người ta không sử dụng nữa rồi. Người ta sử dụng nước giếng rồi. Nước giếng. Ngày xưa đó thì là ta đi nước đến cánh cửa đó nhá. Ở nhà sẽ nhìn thấy là cánh cửa rất là lớn. Và phía bên kia mọi người được có một cái làng bản, có mười mấy hộ gia đình thôi. À. Ngày trước là mọi người tất cả đều đi là trên cái đường là 5 km đường rừng 3 cái đèo 3 cái thôn để trao đổi hàng hóa bên ngoài. Nhưng bây giờ thì mọi người muốn là di chuyển được nhanh hơn thì làm cái đường nhỏ ở phía bên tay phải để ra đường chợ là đường đất đỏ, và khi mưa thì cái nước đất đỏ cái đồ nó đổ xuống đây không có sạch nữa, nó bị ô nhiễm. Sạch hơn. Cái này hẹp nên là sạch hơn. Dạ. Qua đây được hàng những cái hộ dân đó hiện tại họ vẫn còn sinh sống hả Nguyễn? Sinh sống.
những ngày mưa thế này thì họ cái xe máy theo cái đường đó để ra thì rất là trơn, nó rất đỏ nó không đi được. Còn những ngày khô thì mới đi được. Còn hàng năm ngày một phiên chợ, họ sẽ gánh các thứ là muốn trao đổi hàng hóa thì họ phải gánh trên vai và đi là 5 km đường rừng. Họ là người dân tộc gì? Dân tộc Tày. Dân tộc Tày. Để ra các người nước ngoài mà mình vừa mua vé để xe đó. Sau đó thì những người nào có điều kiện thì họ có thể để cái xe máy ở đó và sau đó là chở đi chợ. Còn những người nào mà không biết đi xe máy thì họ sẽ ra quốc lộ ra chợ hết luôn. Xa. Vâng, xa lắm. Tiếc quá, Khê Bùi không có nhiều thời gian, nếu không Khê Bùi ở lại đi vô trong đó để mình khám phá cái cuộc sống của người Tày ở trong đó. Chỉ có mười mấy hộ gần ở khu cái động ngùm ngao này thôi nha, để em nắm. Ở giữa này nó có cục đá to, cẩn thận nó con. À. Dạ đúng rồi. Đó. Được không con? Đúng rồi, từ xa thì mình nhìn thấy giống đó cả nhà, nhìn xa mình quay lại mình thấy được có cái phản mặt bên đây thôi giống con kiều, nhưng mà đến đây giống cái khúc gỗ nè, tại vì mình nhìn thấy được ở trên xuống. Đi đến đây thì cái đường này dễ đi hơn, nhưng mà mặc dù là nó có hơi một chút xíu sình dơ, nhưng mà nó làm dơ là dơ những cái cục đá này thôi, chứ nó không có làm trơn con đường cái bước chân của mình đi. Một người phụ nữ đang bồng con. Dạ, đang bồng con hay đang chắp tay cầu nguyện. Dạ. Như một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện. Chắp tay đúng rồi. Và theo hướng này nhìn lên. Đây. Mình thấy có đá nó phản chiếu không ạ? Đây ạ. Cái đó là cái đá đúng không? Đó là đá vôi. Đó là đá vôi. Chúng ta chiếu như là ngôi sao hay là giống như ngọc như kim cương. Yeah. Tất cả người đã vôi ạ. Ở đây mà có ngọc kinh cơ thật thì không thể đứng được du lịch luôn ạ. Và cái đứng đây là mình đứng băng đá này. Đây giống như là ông Thọ. Đây là ông Phúc. Và trên này sẽ là ông Lộc này. Ô, ngộ quá con. Lộc, Thọ, Tam Đa đó. Dạ con, ông Thọ nè. Ông Phúc nè. Ông Lộc nè. Y chang luôn, Phúc Lộc Thọ nè. Ô, nước ra đây, nước suối chảy xuống là lạnh. Nó khác biệt với cái nước ở dưới. Nước mà ở trên núi chảy xuống thì rất là lạnh luôn. Giờ cái Bùi chuẩn bị bước xuống cái cầu thang này. Tiếp tục lội xoay. Nhưng mà ra đây thì ngắn thôi. Ngắn thôi không sao. Đi ngang là ok rồi. Cái nước này nó chỉ có độ mát thôi. Còn cái nước mà mình bước qua chỗ nào mà từ ở trên núi nó đổ xuống thì nó có cái độ lạnh. Với hình tượng là thể hiện sức mạnh của đàn ông. Thấy thì cũng biết đây là cái gì ha, tượng trưng cho cái gì ha. Thì đây là tượng trưng cho sức mạnh của người đàn ông. Bùi nói vậy là cái nhà hiểu rồi ha. Thấy những cái thạch nhũ rất là nhiều không, mà từ ở dưới phần này lên cao rất là cao luôn, rất là đẹp luôn á. Nó cũng có những cái giọt nước từ trên cao nhiễu xuống luôn á. Lại tiếp tục lội suối, nhưng mà ngay đây thì không có đáng kể lắm. Đây là một cái đèn cảm biến thôi cả nhà. Khi mà đến đây thì nguyên cái nơi này là tượng trưng cho một cái khu sơn trang đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Ôi ơi, tuyệt đẹp. Chúng ta chuẩn bị đi tới cái hang thứ hai. Phía trước này có hang dơi nè, đây là cánh cửa thứ hai nè. Đó, dơi nhiều lắm. Cái nhỏ là dơi nó bám vào cái tường không. Giờ đi hơi quen rồi. Trong đây hiện tại thì cái nhà cũng thấy là rất là tối luôn nha. Cho nên mình đi là mình phải bật những cái đèn pha của mình như thế này lên thì mới thấy cái đường đi nha. Đó. Đến đây thì khi Bùi nghe hơi một chút cái mùi của ẩm mốc hơn là phần ngoài nó thoáng hơn nhiều khi mà mình đã đi sâu vào trong này nha.
Rồi. Tiếp tục. Chuẩn bị đã tới cửa hang thứ hai, nó đã hiện ra trước mặt của Khe Bùi rồi. Đây là lúc mà Khe Bùi bước qua cái suối này là sẽ nhìn thấy cái cửa hang thứ hai ở ngoài trước mặt Khe Bùi. Ở nơi này thì nó hơi sâu hơn ở cái mé ngoài kia chút xíu, nhưng mà được cái thì cái dòng nước nó không có chảy mạnh lắm, cho nên nó không có làm cho cái chân của mình bị khó khăn. Đến đây thì cả nhà thấy được một cái ánh nắng rọi vào không, từ cái miệng cửa hang kìa, chúng ta nhìn thấy những cái bay bay là từ những cái hơi nước, những cái giọt nước từ trên chảy xuống kìa. Ở ngoài đó thì mình cũng nhìn thấy những cái hàng cây xanh này kìa. Wow, thật là đẹp luôn. Không khí đến đây thì hơi dễ chịu chút xíu, tại vì mình có cái e ở ngoài nó đi vào rất là mát luôn. Cái này là cái đá màu trắng, là tượng trưng giống như là nửa vầng trăng. Ồ, nửa cái vầng trăng. Trời, trong hai người có hình ảnh trực tiếp trăng. Thấy nhà đó mà hả con ha? Đây nè. Đúng rồi. Đây là cái này ruộng bậc thang nhé. Thì chúc các bạn mình nè. Ruộng bậc thang đó con. Tới miệng hang thứ hai thì phái đoàn của Khe Bùi quay lại nè. À, sẽ đi tới cái chỗ mà hồi nãy nói là có cái ghế gỗ ấy, giống cái ghế gỗ. Đến đó thì mình sẽ bước lên tiếp miệng cửa hang thứ ba rồi mình đi ra ngay đó luôn, chứ mình không có quay lại cái miệng hang số 3. Đã tới cái ghế gỗ rồi nè, mình chuẩn bị sẽ đi lên đến động cửa hang số 3 nè. Tiếp tục lội xuống nha. Chạy qua cái khúc nước nhiều nhất nha cả nhà. ướt hết luôn. Đây là cái hang động số 3 mà Khe Bùi sẽ chuẩn bị tới nơi nè. Rồi nha cả nhà. Đây là cái lối để đi ra ngoài. Nơi đây bây giờ thì được đi đường đẹp và nhắc nhờ có những cái bậc thang này, chúng ta lại nhìn xuống một lần nữa. Những cái bậc thang ruộng bậc thang rất rất là đẹp luôn. Đây là tượng trưng cho vùng ngoài Bắc ở ngoài đây nha. Rất là đẹp. Trong đây có không khí nè, cho nên là có những cái cây dương sỉ nè sinh sống được chút xíu ở ngay chỗ này. Đứng đây chúng ta còn nhìn thấy cái cột trời cao đẹp quá. Rất là mát. Tất cả những cái ruộng bậc thang đẹp lắm luôn. Giờ mình tiếp tục đi ra ngoài nha. Thì thấy ngay đó giống như một cái con thuyền á cả nhà. Đầu thuyền nè, đuôi thuyền nè, y luôn á. Quá trời đẹp. Và trên đó là có hình ảnh Phật Bà Quan Âm, bầu trời như đám mây. Bà Quan Âm là măng đá nhỏ đấy. Mình nhìn thấy ngay đó là tượng trưng cho Phật Bà Quan Âm. Nếu mà mình phóng to lại mình nhìn rõ luôn, nhìn ra được cái khuôn mặt luôn. Thì trên đây là tượng trưng cho bầu trời nè. Đây là con đường của cái miệng hang thứ ba. Nãy mình đi vô 1, mình đi đến 2. Rồi từ 2 mình đi ngang qua 1, 1 mình mới đi đến 3 này. Là khác. Khác nhau chứ không phải là đường vô rồi bây giờ mình đi đường ra nha. Chỉ có đi đến cửa miệng hang thứ hai rồi mình đi ra là giống nhau thôi. Còn 1 với là 3 là khác nhau nha. Ở đây là ngày xưa chỉ có cái đường này thôi. Nếu mà bây giờ sau này họ mới làm đi những cái đá này cho những người mà họ không thích trải nghiệm ở dưới cái nước này thì họ đi mang giày, họ có thể đi trên cái những cái cục đá này nè. Nước mát đây nè. Rồi, ngay đây lạnh rồi nè. Là được đi đường thẳng rồi, có lối đi bậc thang đi đàng hoàng nha, không giống con đường thứ hai mà mình trải nghiệm đâu, rất là đẹp luôn. Đi sướng nè. Mình nên nhớ một điều là những cái con đường đi này quanh năm suốt tháng là nó ẩm ướt như thế này nha, chứ nó không có khô. Cái giọt nước này dở quanh năm và từ hình tượng là bàn tay này, nên là cho rằng đó là tay Phật, bởi vậy đi qua nước với mong muốn là sức khỏe của Việt Nam có được nhiều may mắn là gì.
bàn tay Phật nữa cả nhà. Quay lại, mình quay lại đây này. Đây ạ. À, đi như bằng tay Phật nhỏ xuống á, những cái ngón tay này cả nhà. Cái nhà nhìn thấy những cái giọt nước nhỏ xuống không? Giống như là cái bàn tay Phật mà để xuống vậy nè, để nước nó nhỏ xuống đó. Đó, cho nên khi mình đi ngang qua mình hứng ngay đó là mình cầu cho sức khỏe và bình an nha. Hình tượng của con rắn nè, con mắt nè cả nhà. Cái miệng hàm răng nè. Không sao đèn rồi. Ok. Chị nói là không soi đèn sẽ giống hơn, giống như là đang bò 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 xuống luôn á. Thôi, cái con mà khi bùi sợ nhất trong đời. Là em bé ở trên tay nên có cái gọi là nàng Tô Thị này. Mẹ bồng con. À, mẹ bồng con, cái bức hình đó là mẹ bồng con. Giống như cái em bé đó đang được bồng á. Một cái lối đi đi qua bên đó thì nó rất là hẹp luôn, đi là phải cẩn thận nè. Đó, nếu không là cái đầu mình nó sẽ va vào cái vách đá này. Đó, cái vỏ cái bùa còn bệnh luôn nữa. Ra bên này mát quá. Năm rồi nói. Cái nè, cái bức tượng ở đây ý như là con lạc đà hay là con voi luôn nè. Cái đầu nó nè, cái mình của nó nè. To dễ sợ không? Wow. Quá trời đẹp luôn. Đây giống tượng Phật Di Lặc. Ngay đây là tượng trưng cho cây tài lộc á. Wow. Khi mà đi đến đây thì mình không nên lấy tay sờ vào những cái này nha. Tại vì nếu mùa khô thì cái này nó sẽ nổi lên giống như là bạc á. Có nhiều người không có ý thức á, họ còn dùng đồ họ ghi lên đây. Trên những cái màu này nó đổi sang màu đen nè. Đó là hình nấm linh chi á. Bự quá trời luôn, biết bao nhiêu người ăn cho hết. Đẹp quá. Ở đây là ánh sáng được đưa vào nữa nha, nên được gọi là cổng trời. Ở đây là hai cái ánh sáng này được gọi là giếng trời. Đây là tự nhiên và thiên nhiên, không phải là chuyện tâm linh nha. Đây, quá trời đẹp luôn. Là cả nhà nhìn thấy cổng trời có cái ánh sáng đưa vào nè. Hai cái bên này nữa nè. Cái này ở trên rừng, nếu như trên đồng bằng á, thì mọi người sẽ nghĩ nó là những cây nấm nha. Nhưng mà ở dưới biển thì họ sẽ nghĩ đó là sứa hay là san hô nè. Thấy trên đó không? Ngay đây nè, cây bùi quay lên nè. Tượng trưng cho con ngựa nè cả nhà. Mã đáo thành công nha. Cả nhà ơi, đến đây thì cây bùi xin chào cả nhà đã kết thúc cuộc hành trình khám phá đạo động ngườm ngao ở đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào một chuyến khác. Cây bùi ơi. Dạ. Ánh sáng của con ngựa. Tìm thấy bảy sắc cầu vồng rồi. Cái buổi mời cả nhà đón xem tập tiếp theo nha. Tại thì xe của Kim Chi Dung đang chạy song song với xe của Khai Bùi với tốc độ là 100 km/h, một cực rượt đuổi rất là hoành tráng luôn.